Bây giờ là phần thi có tính chất quyết định, phần thi về đích. Và số điểm các bạn đang có lần lượt là 95, 210, 20 và 150 điểm. Như vậy, người đầu tiên sẽ tham gia phần thi về đích là người hiện đang có số điểm cao nhất 210 điểm. Xin mời bạn Nguyên Khôi. Nguyên Khôi, hãy cho chúng tôi biết lựa chọn của bạn. Em chọn 3 câu 20 điểm. Vâng, bạn đã suy nghĩ rất kỹ và lựa chọn 3 câu 20 điểm. Câu hỏi đầu tiên có giá trị 20 điểm như sau. Ở một ván đấu cờ tướng thông thường, những quân nào không được sang sông? Câu trả lời của em là tượng, sĩ và tướng. Nguyên Khôi có thường xuyên chơi cờ tướng không? Thường xuyên bị đánh bại đúng hơn. Vâng, và bạn cũng có rất nhiều những bài học từ trên bàn cờ rồi. Và chắc chắn là câu trả lời này bạn trả lời chính xác. Xin chúc mừng Nguyên Khôi. Câu hỏi thứ hai dành cho Nguyên Khôi có giá trị 20 điểm. Hệ sinh thái nào của vườn quốc gia Côn Đảo phân bố trên diện tích gần 2.000 ha với khoảng 360 loài, mang vẻ đẹp huyền ảo, đồng thời góp phần bảo tồn vô số loài sinh vật biển nơi đây? Câu trả lời của em là vườn quốc gia Côn Đảo. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Xin mời Quốc Bảo. Câu trả lời của em là rặng san hô. Và đó cũng là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ thì Nguyên Khôi sẽ đến với câu hỏi 20 điểm cuối cùng của mình. Bạn hãy trả lời câu hỏi tiếng Anh sau. Hi, my name is Lewis. I'm from the US and I have a question for you. I love kids very much. I often learn songs to sing to children. And I was very surprised by a Vietnamese musician. He is known as the king of children's music composers. His most famous songs are Who Loves Uncle Ho Chi Minh More Than Children? We Go Up Together? And let's go up. Who is he? Good luck. My answer is Phong Nhã. Nguyên Khôi đã nghe được những gì ạ? Thầy có nói về một nhạc sĩ người Việt Nam. Viết rất nhiều những bài hát cho thiếu nhi như là Cùng Nhau Ta Đi Lên hay là Anh Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Nhi Đồng. Vâng, với những tên của bài hát tiếng Việt được dịch sang tiếng Anh như vậy mà bạn vẫn nghe được những bài như là Cùng Nhau Ta Đi Lên thì chứng tỏ bạn rất giỏi đấy ạ. Vâng, thầy có nói đến một nhạc sĩ người Việt Nam mà khiến thầy rất bất ngờ. Ông được coi là ông vua của nhạc thiếu nhi. Đáp án là Phong Nhã. Xin chúc mừng Nguyên Khôi. Và Nguyên Khôi đã hoàn thành xong phần thi của mình. Bây giờ bạn có thể thở phào nhẹ nhõm và về vị trí. Người tiếp theo đến với những câu hỏi trong phần thi về đích đó chính là anh Đức. Bạn đã chuẩn bị rất sẵn sàng. Em đã sẵn sàng ạ. Vâng, xin mời. Vẫn là một tư thế nghiêm. Anh Đức, bạn sẽ lựa chọn những câu hỏi như thế nào ạ? Em cũng chọn 3 câu 20 điểm ạ. 3 câu 20 điểm, đó là lựa chọn của anh Đức trong phần thi này. Và câu hỏi đầu tiên của bạn sẽ có nội dung như sau. Bướu trên lưng lạc đà chủ yếu chứa gì? Em cho anh chị câu trả lời của em là mỡ ạ. Vâng, các bướu trên lưng lạc đà là những nguồn dự trữ các mô mỡ trong khi nước được lưu trữ trong máu của chúng. Điều này cho phép lạc đà sống được nhiều ngày mà không có thức ăn và nước uống. Và anh Đức đang thấy sao ạ? Em thấy nhẹ nhõm bởi vì em trả lời đúng ạ. Xin chúc mừng bạn một lần nữa, bạn đã có thêm 20 điểm. Câu hỏi thứ hai dành cho anh Đức như sau. Trong tinh dầu thảo mộc như tinh dầu thông xả thường chứa nhiều hydrocarbon không no nào?
Em thưa anh chị, câu trả lời của em là ethylene ạ. Cơ hội dành cho các bạn thí sinh còn lại. Vậy là chưa có bạn thí sinh nào đã giành quyền trả lời, và với câu hỏi này thì đáp án chính xác của chúng tôi là tắc pen. Vâng, hãy thật thoải mái. Chúng ta sẽ còn một câu hỏi có giá trị 20 điểm nữa. Chúc bạn thành công với câu hỏi này. Bộ luật thành văn được sử dụng dưới triều nhà Đinh ở nước ta có tên là gì? Quốc triều Hùng Vương. Chúng tôi muốn nghe những câu trả lời khác. Mời Quốc Bảo. Em thưa anh chị, câu trả lời của em là thời nhà Đinh nước ta chưa có bộ luật thành văn. Vì sao ạ? Bởi vì bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là bộ hình thư dưới thời nhà Lý, còn nhà Đinh thì chưa có. Bạn có một câu trả lời xuất sắc. Chúc mừng Quốc Bảo. Vậy là anh Đức đã hoàn thành xong phần thi của mình, bạn có thể về vị trí rồi. Người tiếp theo đến với phần thi về đích đó chính là Quốc Bảo. Xin mời bạn hãy tiến lên phía trước. Với tất cả những sự tính toán kỹ lưỡng của mình thì bạn sẽ lựa chọn những câu hỏi như thế nào ạ? Em xin phép chọn 3 câu 20 điểm. 3 câu 20 điểm. Và chúng tôi chúc bạn thật bình tĩnh, tự tin và thành công. Vào thế kỷ 19, để giúp xe đạp chịu được khối lượng lớn hơn, James Stanley và Grout, người Anh, đã phát minh ra loại nan hoa làm bằng chất liệu nào? Câu trả lời của em là sắt. Xin được mời những câu trả lời khác ạ. Không có bạn thí sinh nào đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này. Và đáp án của chúng tôi đó là thép. Bây giờ mới có những cái gật đầu đấy ạ. Sau đây sẽ là câu hỏi tiếp theo dành cho bạn. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em không ạ. Câu hỏi của Quốc Bảo như sau. Tháp Bút ở Hồ Gươm là một trong những biểu tượng văn hiến của thủ đô Hà Nội. Thân của tháp có khắc 3 chữ Hán nổi bật. Ý nghĩa của 3 chữ này là gì? Câu trả lời của em, ý nghĩa của 3 chữ này đó là viết lên bầu trời xanh. Và 3 chữ Hán ở đây là 3 chữ nào? Em nhớ là tả thanh thiên. Viết lên trời xanh. Chúc mừng Quốc Bảo. Đến với câu hỏi cuối cùng rồi, bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em vẫn không chọn. Hãy thật bình tĩnh nhé. Golden Slam hay còn gọi là Grand Slam vàng là danh hiệu danh giá dành cho các tay vợt tennis giành chức vô địch của 4 giải Grand Slam và thành tích gì nữa trong cùng một năm? Câu trả lời của em là vô địch giải Wimbledon. Thí sinh còn lại xin mời ạ. Mời Nguyên Khôi. Câu trả lời của em là giành huy chương vàng Olympic ạ. Và với câu trả lời vừa rồi thì chúng tôi xin phép được chúc mừng Nguyên Khôi. Bạn đã có thêm điểm cho mình. Quốc Bảo đã hoàn thành xong phần thi, xin mời bạn về vị trí. Và người cuối cùng khép lại phần thi về đích của chúng ta đó là Đức Lương. Thế nhưng trước khi đến với phần thi này thì chúng ta hãy cùng dành cho Đức Lương một tràng vỗ tay để cổ vũ tinh thần cho bạn. Và xin mời Đức Lương hãy tiến lên phía trước. Hãy thật thoải mái.
và cho chúng tôi biết lựa chọn của bạn. Em xin chọn gói 20, 30 và 30. 20, 30 và 30. Chúc bạn đã thành công và giành số điểm thật cao trong gói câu hỏi này. Câu hỏi đầu tiên, tỉnh nào hiện là tỉnh duy nhất ở Tây Nguyên có đến hai thị xã là An Khê và Ayunpa? Kon Tum. Vâng, chúng tôi muốn nghe những câu trả lời khác. Mời Nguyên Khôi. Câu trả lời của em là tỉnh Gia Lai. Vâng, Gia Lai là đáp án chính xác. Chúc mừng Nguyên Khôi. Trong mắt chúng ta là một câu hỏi có giá trị 30 điểm. Đức Lương có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng để có thêm tinh thần không ạ? Dạ chưa. Vậy thì chúng ta cứ bình tĩnh và tiến tới câu hỏi nhé. Trước khi vào câu hỏi thì bạn thí sinh sẽ được lắng nghe một đoạn nhạc liên quan tới nội dung của câu hỏi. Chiều biên giới em ơi, có nơi nào xanh hơn, như chồi non cò biếc, như rừng cây của lá, như tình yêu đôi ta. Chiều biên giới em ơi. Nhà thơ Lò Ngân Sủn đã viết bài Chiều Biên Giới, sau này được nhạc sĩ Trần Trung phổ nhạc thành ca khúc Chiều Biên Giới, khi đang có mặt trên tuyến đầu của cuộc chiến đấu nào? Mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Quốc Bảo. Câu trả lời của em là chiến dịch biên giới thu đông 1950. Rất tiếc chưa có bạn nào giành được điểm. Và trong câu hỏi vừa rồi, chúng ta đang nhắc tới cuộc chiến đấu kiên cường, quả cảm mà quân dân ta đã tiến hành để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ lương tri, phẩm giá của con người. Và tên chính xác của cuộc chiến đấu này là cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Và một câu hỏi cuối cùng, sắp sửa khép lại cuộc thi ngày hôm nay cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho Đức Lương. Lương ơi, cố lên em! Nhưng mà em xin chọn ngôi sao hy vọng ạ. Một ngôi sao hy vọng dành cho Đức Lương và một tràng pháo tay thật lớn. Và đó là một câu hỏi thực hành. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ra sân khấu thầy Mai Văn Túc đến từ khối chuyên vật lý Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin chào thầy. Xin chào quý khán giả, chào các em. Ngày hôm nay đến đây thầy đã có những dụng cụ vật lý nào ạ? Nhiệm vụ trong phần thi thực hành của em hôm nay là phải đo được tiêu cự của mô hình của cái thấu kính hội tụ. Dụng cụ được sử dụng này, em được sử dụng một cái tờ giấy A4. Cái mô hình thấu kính này đã được vẽ sẵn cho em để đỡ mất thời gian. Thứ hai là một cái đèn laser 3 tia đã được chỉnh song song. Em có thể sử dụng 2 tia hoặc 3 tia hoặc 1 tia, đó là tùy ý. Và có thêm một cái thước kẻ, cái thước đo độ dài. Và em sử dụng thêm cái bút của em nữa. Em đã rõ câu hỏi chưa? Dạ rồi ạ. Và trong phần thi thực hành này thì bạn Đức Lương sẽ có 20 giây để suy nghĩ và 60 giây để thực hành. Nếu các bạn thí sinh khác trả lời ở lượt sau thì các bạn thí sinh sẽ có 40 giây để thực hành. Bạn đã nắm rõ luật chưa? Dạ rồi. Vâng, cảm ơn thầy. Và bây giờ Đức Lương sẽ có 20 giây đứng tại chỗ để suy nghĩ phương án của mình. 20 giây bắt đầu. Sáu mươi giây thực hành dành cho Đức Lương bắt đầu. Ba
Vâng, xin mời bạn hãy trở lại vị trí. Các thí sinh còn lại, có ai muốn thử sức với câu hỏi thực hành này không ạ? Xin mời các bạn. Mời anh Đức tiến lên phía trước. Ở lượt thực hành này thì anh Đức sẽ có 40 giây để thực hành. 40 giây của anh Đức bắt đầu. Em thưa thầy, tiêu cự của thấu kính này là 13,3 cm ạ. Xin chúc mừng em, đó là kết quả đúng. Em đã làm đúng cả phương án và số liệu. Cái thước đo độ dài này có độ chia nhỏ nhất đến 1 mm và em báo cáo kết quả đến 13,3, tức là về mặt nguyên tắc là đúng rồi. Thứ hai nữa là em đã sử dụng đúng cái tính chất, tức là một chùm sáng song song với trục chính của thấu kính hội tụ. Thì sau khi đi qua thấu kính, nó sẽ hội tụ tại một điểm và điểm đó chính là tiêu điểm chính. Và từ tiêu điểm chính đến quang tâm chính là độ dài của tiêu cự. Đấy, vừa xong thì có lẽ thầy không phải làm lại thí nghiệm này nữa vì em làm chính xác lắm rồi. Vâng. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Vâng, và về thực hành này thì có ứng dụng gì trong thực tiễn hả thầy? Khi nói về thấu kính và tiêu cự thì chắc là có rất nhiều người xa lạ, nhưng mà trên thực tế thì chính là cái kính ta đeo, kính cận và kính viễn đều là thấu kính. Hoặc là trong quá trình mà mình nghiên cứu khoa học hoặc là mình muốn chế tạo một cái kính thiên văn hoặc kính thiển vi thì cái việc xác định tiêu cự của thấu kính là rất quan trọng. Vâng, em cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Một lần nữa thì chúc mừng anh Đức, bạn có thể về vị trí của mình rồi. Vâng, xin cảm ơn thầy và cũng xin mời Đức Lương trở về vị trí. Như vậy là các chàng trai của chúng ta đã hoàn thành cuộc thi của mình và hãy cùng xem họ giành được bao nhiêu điểm. Bạn Trịnh Quốc Bảo đến từ Phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 120 điểm. Bạn Vũ Nguyên Khôi đến từ Trường Trung học Phổ thông chuyên Ngoại ngữ Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội giành được số điểm 270. Và cuộc thi ngày hôm nay chúng tôi cũng rất vui khi có sự góp mặt của bạn Phạm Đức Lương đến từ Trường Trung học Phổ thông Thừa Liêu, Thừa Thiên Huế. Và bạn Bùi Anh Đức đến từ Trường Trung học Phổ thông chuyên Sơn La giành được số điểm 180. Vừa vào trận đã được tặng quà luôn rồi. Mỗi thực những phần quà. Lọt vào cuộc thi tháng thì mang một ít dầu để tặng cho tôi được không? Sao không có lần thứ hai luôn. Phần thi câu hỏi phụ. Độc nhất vô nhị, lội ngược dòng, đỉnh cao nhất. Rất kịch tính, rất gay cấn. Thật nhanh chóng và bất ngờ. Nhưng lần này lại không chính xác mất rồi. Có rất nhiều điều xảy ra sau đó. Em sẽ thắng 100%. Không có hỏi em nào. Em cũng thế. Em không biết nữa. Không phải là một giọng vừa đâu ạ. Phần thi sẽ dừng lại. Các bạn thí sinh của chúng ta đã nỗ lực tới những câu hỏi cuối cùng. Và sau đây sẽ là khoảnh khắc tôn vinh các bạn. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của đại diện nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải, ông Nguyễn Quốc Huy. Và xin mời ông Nguyễn Quốc Huy sẽ trao vòng quế và phần thưởng cho các bạn.